48 tiếng sau ca phẫu thuật, cháu bé bị dao đâm xuyên qua đầu hiện vẫn được chăm sóc và theo dõi chặt chẽ. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục thực hiện những kiểm tra để xác định và đánh giá thương tổn của cháu bé. Và đến lúc này thì nguy cơ chảy máu sau mổ đã được giải tỏa hoàn toàn. Tại khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ vẫn thường xuyên kiểm tra tình trạng của cháu bé sau ca phẫu thuật đặc biệt hy hữu. 48 tiếng hậu phẫu, nguy cơ chảy máu sau mổ đã không còn, nhưng nguy cơ về nhiễm trùng và khả năng đột tử vẫn khiến các bác sĩ lo lắng. Mặc dù vẫn phải sử dụng thuốc an thần, nhưng tim đã đều rõ và được nuôi ăn như chế độ của trẻ sơ sinh bình thường. Cháu đã bắt đầu được cho ăn một lượng sữa tương đối nhỏ. Đối với trẻ sơ sinh, mình bắt đầu khởi đầu bằng 5ml sữa mỗi lần, và một ngày mình ăn 8 cữ. Và song song đó thì mình cũng dùng những cái thuốc để cho cháu mà dịch truyền thêm cho cháu và ba loại thuốc kháng sinh để điều trị cái nhiễm trùng. Việc đánh giá tổn thương về vận động mình sẽ chờ sau khi cháu đã được ngưng thuốc an thần và cai máy thở thì cái việc đánh giá mới chính xác. Tại hiện tại bây giờ mình đang dùng thuốc an thần cho nên việc đánh giá nó sẽ không chính xác nữa. Đến thời điểm này, cháu bé tiếp tục được sử dụng ba loại kháng sinh kết hợp thuốc an thần và thuốc chống cơn co giật. May mắn, bệnh nền viêm phổi tương đối ổn định, không phải là mối lo ngại của ekip. Các bác sĩ đánh giá mới chỉ thành công bước đầu trong việc phẫu thuật rút dao khỏi não, cần phải tiếp tục theo dõi các triệu chứng tiếp theo. Về mạch huyết áp cũng như là những cái thuốc mà chúng tôi sử dụng là sau khi mổ cho tới bây giờ chúng tôi ngưng, có những thuốc tôi ngưng luôn, không sử dụng nữa, có nghĩa là nói lên tình hình của em bé là huyết động mạch bé tương đối ổn định. Thứ hai nữa là tình trạng nhiễm trùng em bé có hay không thì cho tới bây giờ chúng tôi không thấy, chưa thấy bé sốt. Tuy nhiên để đánh giá thật là cụ thể, thật là chi tiết hơn về vấn đề tổn thương cái não sau khi mà rút lưỡi dao ra thì phải chờ tới khoảng chừng một tuần nữa. Em bé thần hoàn toàn ổn định thì chúng tôi mới chụp cái CT scan. Cái điều may mắn là cái vết dao này đâm giữa hai mắt, cho nên là nó chỉ xớt vô cái bao nhãn cầu thôi, chứ nó không làm phá hủy cái nhãn cầu của cháu. Cho nên là cháu cũng may mắn là còn giữ được nhãn cầu, có nghĩa là giữ được con mắt. Trước đó, ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ đã bước đầu cứu sống được cháu bé 12 ngày tuổi, bị dao đâm từ hốc mắt trái xuyên qua sọ ra phía đỉnh đầu. Được biết, trong sáng nay, người phụ nữ đâm dao vào cháu bé đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long về cơ quan công an để phục vụ điều tra.